Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả ba miền, trong đó miền Bắc chứng kiến mức thu mua thấp nhất toàn quốc, có nơi chỉ đạt 72.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua lợn hơi trong tuần này ghi nhận mức giảm mạnh từ 1 tới 6.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng 72 tới 78.000 đồng 1 kg. Theo đó, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai và Vĩnh Phúc điều chỉnh giảm từ 1 tới 2.000 đồng 1 kg. Hiện thu mua quanh ngưỡng 75.000 đồng 1 kg. Sau khi giảm 3.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên và Nam Định lần lượt giao dịch tại mốc 76.000 đồng 1 kg và 78.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại điều chỉnh giá lợn hơi xuống khoảng từ 72 tới 78.000 đồng 1 kg, giảm từ 4 tới 6.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Trong đó, Hà Nam xuất hiện mức giá thấp nhất khu vực là 72.000 đồng 1 kg. Giá lợn tại miền Nam tuần này cũng trong đà giảm, song giá vẫn chững lại tại nhiều địa phương, dao động trong khoảng từ 78 tới 80.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Vĩnh Long và Hậu Giang giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, ghi nhận mức giá trong khoảng từ 78 tới 80.000 đồng 1 kg. Sau khi điều chỉnh xuống 2 tới 3.000 đồng 1 kg, các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu và Bến Tre hiện giao dịch quanh mốc 78.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không điều chỉnh giá thu mua trong tuần này, trong đó mức cao nhất là 80.000 đồng 1 kg có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang và Trà Vinh. Cùng đà giảm trên cả nước, giá lợn hơi tại miền Trung Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 75 tới 80.000 đồng 1 kg, giảm từ 1 tới 4.000 đồng 1 kg. Dừa tươi Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan trong năm nay tăng rất mạnh, nhờ vậy Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu dừa tươi lớn nhất sang thị trường Thái Lan. Theo đó, dừa tươi Việt Nam nhập khẩu vào Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 129.000 tấn, trị giá 50,4 triệu đô la Mỹ, tăng tới 377,7% về lượng và 781,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Với sự tăng trưởng rất mạnh như trên, dừa tươi Việt Nam đang chiếm tỷ trọng 61,4% trong tổng lượng dừa tươi nhập khẩu vào thị trường Thái Lan, tăng khá nhiều so với mức 51,3% trong 7 tháng đầu năm 2019. Nhập khẩu dừa tươi của Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 210,2 nghìn tấn, trị giá 76,4 triệu đô la Mỹ, tăng 299,5% về lượng và tăng 592,8% về trị giá so với cùng kỳ của năm 2019. Giá nhập khẩu bình quân quả dứa tươi của Thái Lan đạt 363,3 đô la Mỹ một tấn, tăng 73,4% so với cùng kỳ của năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sơn La được Trung ương đánh giá là hiện tượng về phát triển kinh tế nông nghiệp. Hiện tỉnh này đang có khoảng 76.000 hecta cây ăn quả và vẫn còn dư địa để phát triển. Với tốc độ này thì Sơn La hướng đến mục tiêu là 100.000 hecta cây ăn quả trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, thị trường nông sản của Sơn La thì mới chỉ gắn với thị trường Trung Quốc và một vài thị trường truyền thống khác. Bởi vậy, nhiều chuyên gia cho rằng là khi hướng tới mục tiêu là tăng diện tích thì phải quay trở lại vấn đề là phát triển bền vững vùng trồng. Nếu phát triển nóng thì sẽ gặp nguy cơ rủi ro rất cao. Để giải quyết vấn đề tăng trưởng nóng cây ăn quả được dự báo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Việc đầu tiên đó là phải quy hoạch trong sản xuất. Hiện Sở đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được Bộ nhất trí sẽ cùng tỉnh đánh giá lại toàn diện cơ cấu cây trồng trong cuối năm nay và đầu năm 2021. Từ đánh giá sẽ quyết định xem nên giữ diện tích các loại cây ăn quả mỗi loại là bao nhiêu. Việc cần làm thứ hai là mở rộng sản xuất đáp ứng các yêu cầu Việt Gap, Global Gap để việc xuất khẩu được thuận lợi hơn. Hiện tỉnh Sơn La đặt mục tiêu mở rộng từ 10.000 ha đạt chứng nhận Việt Gap lên 30.000 ha đối với các sản phẩm chủ lực. Thứ ba là phải mở rộng thị trường xuất khẩu để tránh lệ thuộc vào các thị trường truyền thống, đặc biệt là thị trường Trung Quốc nhiều biến động. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đang phối hợp với các ngành liên quan tích cực tìm kiếm thị trường có giá trị xuất khẩu cao hơn. Vâng, những năm gần đây thì nước lũ về ít và nguồn lợi thủy sản tôm cá tại đồng bằng sông Cửu Long cũng không còn nhiều như trước, nên là làng nghề đóng xuồng ghe tồn tại trên 100 năm ở rạch Bà Đài, xã Long Hậu, huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp cũng không còn sôi động như trước. Số người bám nghề ít dần và để gìn giữ làng nghề này, một số hộ yêu nghề đã không ngừng sáng tạo, tìm ra một hướng đi mới cho làng nghề. Họ đã làm gì để có thể giữ nghề truyền thống và truyền lửa cho thế hệ ngày sau? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thay vì làm ra những chiếc ghe xuồng lớn để đánh bắt cá tôm, giờ đây ông Tốt đã chuyển sang làm những sản phẩm thu nhỏ để phục vụ tại các điểm du lịch. Sau thời gian ngắn, sản phẩm được nhiều người biết đến, yêu thích và tìm mua.
Cái mới này thì những cái điểm du lịch, rồi nhà hàng, rồi làng qua, người ta hợp đồng, tôi hợp đồng người ta xuống tới đây người ta đặt. Thì đặt sản phẩm gì mình mần sản phẩm đấy, đó là theo khách hàng, thì theo cái đơn đặt hàng. Để truyền lửa nghề, ông Tốt đã thành lập tổ hợp tác với 10 thành viên. Đến nay, số lượng xuồng ghe của tổ đóng đã vài trăm chiếc với nhiều kiểu, mẫu mã khác nhau. Nhờ những đơn hàng như thế này nên bà con trong tổ cũng có được khoản thu nhập và công việc ổn định. Phải cái giữ cái nghề, gắn bó được. Xuồng ghe mình đi dưới sông đó ha, thì nó dễ hơn cái này. Nó đầy cái này đòi hỏi cái tỉ mỉ, phải bóng láng. Cái tiền này nó cao hơn. Cái làng nghề mình nó mai một 8-9 năm nay rồi, thì bây giờ mình phải thích ứng, mình yêu nghề. Như mà bà con nào, anh em nào yêu nghề là mần không nóng tánh, mần phải có cái kim chỉ cẩn thận, rồi cái sản phẩm phải đưa ra cho khách hàng người ta thích. Đó, đợi khách hàng người ta thích mới được là mình mới có mần được. Việc làm ra các sản phẩm xuồng ghe thu nhỏ của tổ hợp tác này đã mở ra một hướng đi mới cho làng nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người thợ làm nghề, vừa góp phần lưu giữ, phát triển làng nghề truyền thống của địa phương. Thưa quý vị, năm nay mùa lũ tại các tỉnh miền Tây về muộn và thấp hơn so với nhiều năm, lượng thủy sản ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của người dân chuyên sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản mùa lũ. Thích ứng với mùa lũ thấp, nhiều hộ dân đã nghĩ ra nhiều cách để có thêm thu nhập, trong đó thì việc dùng trái bắp như bắt cua đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân vùng lũ. Thời điểm này tại các tuyến kênh nội đồng ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều hộ dân tranh thủ bơi xuồng dọc các tuyến kênh dùng trái bắp đặt trong lợp để nhử bắt cua đồng. Theo nhiều hộ dân làm nghề này cho biết, hiện tượng cua đồng tương đối nhiều nên là hoạt động đánh bắt lợp cua diễn ra nhộn nhịp. Mỗi hộ chuẩn bị từ vài chục đến 100 cái lợp cua dùng trái bắp để cắt ra từng khúc nhỏ, nhét vào lợp làm mồi nhử cua. Theo nhiều người có kinh nghiệm trong nghề cho biết, vào mùa này cua đồng rất thích mồi bắp nên lượng cua bắt được rất nhiều, bình quân mỗi hộ dân có thể bắt được từ 12 đến 15 kg cua đồng mỗi ngày. Hiện giá cua đồng bán được với giá là 25.000 đồng 1 kg. Mỗi ngày người dân làm nghề này có thêm thu nhập từ 250.000 đến 300.000 đồng. Đây là mức thu nhập tương đối cao giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống trong thời điểm lũ thấp như hiện nay.